Học tập chủ động ngày nay đã trở thành một phương pháp phổ biến được áp dụng tại nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Tại Việt Nam, nhiều học sinh có nhu cầu học IELTS để có cơ hội xét tuyển vào các trường trung học phổ thông, các trường đại học hoặc để hoàn thiện hồ sơ du học. Trong đó, mô hình lớp học chủ động được nhiều học sinh lựa chọn nhằm chinh phục chứng chỉ IELTS. Lớp học IELTS chủ động, mô hình này sẽ không cố định số học viên hay giáo viên phụ trách, vì lớp học hoàn toàn do học viên tự chọn và đăng ký giờ học. Dựa theo số lượng học viên đăng ký tới lớp vào mỗi buổi, mà việc sắp xếp số lượng giáo viên sẽ được thực hiện phù hợp để có thể bao quát lớp học. Đối với em thì mô hình học chủ động là một mô hình học rất hiệu quả, vì trong mỗi buổi học em có thể trực tiếp trao đổi và giải đáp thắc mắc với giáo viên. Ngoài ra em cũng có thể luyện nói với giáo viên nước ngoài một cách trực tiếp. Và với mô hình học này, em nghĩ rằng bản thân em có thể tự tin tham gia vào bài thi IELTS và có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo. Những học viên học IELTS đều đã có một nền tảng tiếng Anh nhất định, nên thầy cô giáo sẽ phân chia thời gian để trao đổi và hướng dẫn từng học viên hoặc học viên chủ động hỏi thầy cô khi gặp khó khăn về kiến thức. Với lớp học chủ động, học viên sẽ được thiết kế lộ trình học riêng biệt phù hợp với trình độ của từng học viên. Với các học viên có khả năng tiếp thu tốt, giáo viên sẽ đưa thêm các chương trình học nâng cao vào giảng dạy. Ngoài ra, học viên cũng có thể đề xuất với các giáo viên để điều chỉnh chương trình học làm sao tập trung vào những kỹ năng chuyên biệt trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Từ đó sẽ giúp cho học viên rút ngắn được thời gian học IELTS và sẽ giúp học viên đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng nhất. Bên cạnh việc học tập tại lớp, học viên cũng chủ động nâng cao kiến thức bằng cách luyện tập ngay tại nhà với sự hỗ trợ của hệ thống học tập tích hợp, luyện nghe nói qua công nghệ AI, luyện từ vựng thông qua các bài tập, sách tiếng Anh online. Mô hình lớp học chủ động kỳ vọng sẽ giúp nhiều học viên chinh phục chứng chỉ IELTS để thực hiện mục tiêu của mình.